Chào các bạn đã đến với kênh ẩm thực Việt của Ngọc nha. Hôm nay Ngọc xin mời các bạn cùng ra vườn với Ngọc thăm vườn bưởi của Ngọc ha. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta sẽ không nấu ăn đâu, chúng ta đi thăm bưởi. Xa xa nè, các bạn thấy không? Quá trời cây luôn, nhưng mà hiện giờ bưởi đang bưởi chín cho nên nó chưa có trái nhiều á các bạn. Đây là một cái trái chín nó đang vừa ra trái nè. Hiện giờ thì trời hơn nắng cho nên nó hơi chá nắng, các bạn chịu khó xem với Ngọc nha. Đây nè, cái trái này thì nó mới vừa có trái thôi, chưa có ăn được các bạn. Da nó còn cứng còn xanh lắm, không có ăn được, chỉ có thể làm mứt bưởi thôi, mà bưởi hiện giờ bán cũng không có giá nhiều, cực lắm các bạn. Phía trên cũng có nè, bây giờ chúng ta đi xa xa ra đi, Ngọc sẽ chỉ những cây bưởi có trái nhiều cho các bạn xem nha. Phía trước Ngọc là bưởi nữa nè các bạn, bưởi nhiều lắm mà nó, các bạn thấy không nè. Trái rất là nhiều luôn, nhà Ngọc bao lại rồi nè. Phía bên trên là trái con nè, bên dưới cũng có trái nữa, trái nhiều lắm các bạn. Lát về hái bưởi, bây giờ nó không có chín cho nên không có hái được cho các bạn xem. Tôi thấy cái trái bưởi to như thế này nè, trái nhiều lắm nhưng mà không có trái nào ăn được hết trơn. Đằng kia cũng có trái đang bao nè, thấy không, xa xa đằng kia trái cũng, đây là những trái mít đực ha. Cái này các bạn không có ăn được, chỉ có chấm muối ớt ăn thôi chứ nó không ra muối. Sau này cái này mới là mít cái nè, mít đực người ta hay còn gọi là giấy mít đó các bạn. Hôm nào Ngọc Quyên sẽ ra vườn thực hiện cái video làm mít chấm muối ớt cho các bạn xem. Trời ơi nó chát. Thấy một gốc mít mà nó trái như thế này luôn á. Còn đây là bưởi của Ngọc nè. Thấy mít trái xum xê chưa? Vườn rộng nên cỏ cũng hơi nhiều. Sợ nhất là trong cỏ có rắn có sâu các bạn, cũng nhát cái vụ này lắm. Còn phía dưới là đìa, lục bình, cá, rau muống nhiều lắm. Chỉ cần lội xuống là bắt được thôi. Nhưng mà Ngọc không có biết lội cho nên Ngọc chỉ nhìn trên bờ nhìn xuống thôi các bạn. Các bạn xem đi. Cảnh bình yên lắm nè. Cái mít này không có bao, có bị con rùa nó đục nè các bạn. Cái trái này nữa các bạn bán chỉ bằng phần nửa giá hoặc 1/3 của giá thành thôi. Trồng mít là người nông dân luôn vất vả với mấy con sâu này các bạn, mấy con rùa đục trái nè. Các bạn đợi nó chín xong 6 tháng các bạn hái được trái mít, trái bưởi mà rốt cuộc các bạn bán không được nhiều tiền hết trơn. Nên làm vườn may mắn lắm mới là đủ ăn là mừng rồi đó các bạn. Nhà vườn cực lắm. Hiện như mít Ngọc vừa cắt hôm qua xong cho nên hôm nay không có còn trái nữa, chứ không Ngọc sẽ quay cho các bạn xem luôn cái mấy cái mít to của Ngọc. Ở đây là mít Thái không à, ngon lắm. Mà chúng ta coi bưởi đỡ đi ha, lần sau Ngọc sẽ quay cái video về mít cho các bạn xem. Ra vườn hái bưởi thì bây giờ phải có một trái bưởi đi ăn các bạn. Đây trái bưởi đây vừa chín đây các bạn nhìn nè. Vàng ươm luôn. Và đặc biệt là biết là vỏ dày hay vỏ mỏng, bây giờ chúng ta sẽ xẻ bưởi ra nha các bạn. Bây giờ Ngọc sẽ xẻ bưởi ha. Chúng ta sẽ cắt cái phần đầu này đi. Các bạn nhìn nè, bưởi ruột đỏ nên bên trong nó cũng còn màu hồng hồng á các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ gọt đi. Bạn thấy không? Chúng ta sẽ gọt bỏ cái phần lớp vỏ bên trong. Nếu các bạn mà nấu chè bưởi thì các bạn lấy phần cơm này nè, các bạn nấu chè rất là ngon luôn á. Mà Ngọc không có nấu cho nên Ngọc chỉ lấy phần ruột bưởi ăn thôi. Đây là một cái trái bưởi chúng ta vừa gọt xong, và đây là cái phần vỏ bưởi nè các bạn nhìn thấy nó đẹp không, ghi như bông hoa luôn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gọt bỏ cái phần cơm bên trong nữa là chúng ta có phần bưởi để ăn rồi. Các bạn sẽ tách, các bạn nhìn là trời ơi bưởi đỏ ghê chưa. Trời ơi ngon quá các bạn nhìn nè. Và khi các bạn ăn bưởi thì các bạn hái vào thì các bạn phải để 1-2 ngày các bạn ăn bưởi nó mới ngon. Nếu mà các bạn hái còn tươi á mà các bạn vô và các bạn gọt thì nó còn độ chua, ăn không ngon nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ lọc hết cái phần vỏ này ra nha các bạn. Các bạn sẽ lọc hết ra.
bạn nhìn nè, bữa chúng ta đổ như thế này rất là đẹp luôn, và đặc biệt nó chín như thế này là ăn nó rất là ngọt luôn đó các bạn. À, các bạn nhìn đây, chúng ta đã lột xong trái bưởi rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc tách ra và ăn thôi các bạn. Và bây giờ để Ngọc tách cho các bạn xem nha. À, nhìn đây, nhìn đây. Đây, ngon chưa, ngon chưa? Ha. Các bạn nhìn nè, cơm bưởi rất là mọng nước luôn. Cái này ăn rất là ngọt và ngon các bạn. Bạn nhìn nè. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Gia dùng bưởi mà hái không được bưởi là không giàu luôn á các bạn. Cuối cùng Ngọc cũng được một trái chín như thế này nè. Ngọt quá các bạn. Bưởi mọng nước mà ngọt ghê luôn. Các bạn nhìn nè. Bưởi rất là ngọt. Ngọt quá các bạn. Nè. Các bạn thấy không? Cơm bưởi rất là dày và ngọt nước luôn. Không hề có một chút xíu gì chua nào luôn á các bạn. Bạn nhìn nào. Các bạn thấy không? Cơm dày ghê chưa? Rất là mọng nước luôn á các bạn. Bữa này bữa năm rồi, bánh rất là ngon. Và cái video của Ngọc đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chào tạm biệt các bạn nha.